Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft nhưng mình có thể chế tạo ra cây đinh ba siêu mạnh. Và cây đinh ba này có thể có rất nhiều những khả năng khác nhau. Nên nếu các bạn thích cái video đoạn này, hãy xem đến cuối video để biết được cây đinh ba có thể làm được những gì. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy hay thì đừng quên ấn cho mình vào cái nút đăng ký để giúp mình sớm đạt được 1.000.000 người đăng ký nhé. Và YouTube thỉnh thoảng vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký, nên nếu các bạn nào đã đăng ký rồi thì vẫn có thể kéo xuống dưới kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký chưa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, hôm nay chúng ta chơi Minecraft nhưng các bạn có thể chế tạo ra cây Trident siêu mạnh hay còn gọi là cây đinh ba nha mọi người. Để chế được cây đinh ba ngày hôm nay chúng ta sẽ phải cần khá là nhiều kim cương và sắt nữa. Giáp chúng ta còn rất là nhiều ấy. Nên là để coi trong đây sẽ có gì cho chúng ta đây. Hiện tại hồi nãy mình thấy ở đây. Oh my god, nguyên cái làng này mà không có nổi một cái blacksmith hả? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau làm một cây cốp. Ok, chúng ta sẽ chế tạo ra cướp rìu và một cái đá nha. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều đồ ăn ở đây luôn. Và chúng ta cần phải đi xuống cái hang nào đó cực kỳ nhanh thôi mọi người à. Để chúng ta cần phải tìm được kim cương. Ok, sau đó mình sẽ sử dụng chiến thuật xô cá tuyết để có thể lấy được một cái xô nước và một cái cúp sắt nữa. Chúng ta cần rất nhanh đồ sắt để có thể đi xuống hang để đi tìm kim cương luôn nha mọi người. Boom. Đây, chúng ta có được xô cá tuyết. Thế này mình nghĩ là đủ rồi. Chỉ còn đánh con Iron Golem để mà lấy sắt để chúng ta có thể đi xuống được dưới hang. Sao 4 cái à? Chúng ta có thể làm cái trước. Sau đó mình sẽ làm cái xẻng. Rồi, chúng ta đổi hết cái đống này qua bánh mì để chúng ta có thể mang đi ăn nào. Đủ để chúng ta có thể chạy cho từ đây đến cuối video luôn đó mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống cái hang thôi. Oh my god, nó xịn thật. Chúng ta có cái cung luôn. Wow. Đây rồi, sắt đây. Ui, mình có vẻ thích cái hang này đó mọi người à. Nãy giờ đi mình tìm được hơi bị nhiều sắt luôn. Chúng ta cần 3 cục sắt để làm cây đinh ba và chúng ta cần phải 9 cây đinh ba thì khoảng 27 cục sắt. Oh no, đây là đường cục hả? Mình sẽ đào thẳng một đường xuống dưới đây nha. Đây là toàn 57. Ok, mình sẽ cố gắng thử coi. Hy vọng nó có thể đào được một cái hang nào đó ở dưới đây. Oh my god, và mình nghe tiếng zombie luôn rồi mọi người à. Chúng ta có thể có được cái hang ở đây đấy. Oh my god. Ui da da, tuyệt vời thế ta. Đấy, chúng ta cần sắt này. Mình nghĩ là đủ sắt để làm được cây đinh ba rồi. Và còn lại là kim cương. Chúng ta cần phải khá là nhiều kim cương đó. 9 cái, chúng ta cần 2 kim cương để làm được cây đinh ba. Thế thì chúng ta sẽ cần khoảng 18 viên kim cương để có thể làm được đủ bộ. Mình sẽ lấy dư sắt một tí. Wow, hang này lớn thật. Nhưng mà ở đây mới có tầng 26 thôi. Chúng ta còn phải đi xuống thêm nữa. Ui, cái gì đây? Mày hiểu bưởi. Mình sẽ giết tụi này để mà lấy lên. Ở đây có một đường đi. Cái hang này có vẻ sâu đấy mọi người ạ. Đường bên đây xem sao. Ôi, một cái hang nữa này. Lapis khoáng sản các kiểu. Ok, sẵn tiện lấy lapis luôn. Lát có thể enchant được nha. Đây còn gì không? Ui, còn sắt thôi à. Ở đây có kim cương không nhỉ? Ui, nhiều quặng ở đây cùng một chỗ mà không có kim cương à. Mình đang ở tầng Y11 rồi. Chúng ta có thể tìm được kim cương dưới đây. Chúng ta đang ở gần đâu đây rồi. Ui, lại ở chỗ nào đấy? 12 này. Để coi. Ui, nó dẫn một cái hang mới. Oh my god. Ê, hợp lý thế nha. Đây, một viên, hai viên, 3 viên, 4 viên, 5, 6, 7, 8. Oh, một cái ven 8 à. Uầy, được của nó luôn mọi người à. Ven 8 là hơi bị xịn sò đấy. Ok, ở đây còn không? Nope, còn đường nào nữa không ta? Nó mình đi đây đúng không? Đi bên đây. Ok, mình chấp nhận. Cái này là nó cho mình nha mọi người. Ôi trời ơi, bao nhiêu cục đây? Một cái ven 8, vậy chúng ta đã được. Uầy, what? Cái mai này ngon vậy. Chúng ta đang ở spawn nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. God damn. Bây giờ mình sẽ cần làm một cái lò nung như thế này. Đáng tiếc là 24 viên này thì mình không có cái nào kiểu cho mình làm giáp cả. Có vẻ zombie ở đây khá là nhiều và mình tin chắc là gần đây cũng sẽ còn kim cương ấy. Chúng ta chỉ cần phải đi tìm thôi. Oh my god, cái gia đình zombie xuống đây à. Mày em ơi, nó muốn ngăn chặn mình để mình không làm được cái đinh ba mọi người à. Ôi, hang mới. Nó như kiểu một cái hang mới khúc này luôn mọi người. Và mình thấy là nãy giờ so với cái tiếng nãy giờ mình nghe được là ở đây khá là nhiều những cái chỗ có lava. Mình đã nung xong. Bây giờ thời khắc đã tới rồi mọi người. Chúng ta cần phải làm cây kiếm sắt vô. Chúng ta có 9 kiếm sắt. Ok, bây giờ các bạn hãy để như thế này. Các bạn đã được một cây đinh ba. Và nếu như vậy các bạn làm thêm 9 cây đinh ba còn lại. Thế quay trở lại ngay. Đây, và boom. Chúng ta đã được đầy đủ cây đinh ba rồi. Quay, thật sự ấy. Chúng ta có thể làm được một cái cúp mới. Boom, cúp kim cương. Thêm đó là pam 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 pam
Boom! Chúng ta có một cây Trident X9. Ui, nó được một cái tên là Machine Gun 5 và Fly 1. Oh my god, mình bay được này. Ôi, cái nào đi xuống, cái nào đi xuống không? Oh, mình có thể bay được nhưng mà mình chỉ cần nhìn xuống thôi là được. Ây da, hợp lý nha. Ok, những cái chức năng còn lại thì khi nào lên mặt đất mình sẽ thử nha. Sau đó chúng ta sẽ lấy xác ở đây để mình làm được một bộ giáp này. Bam, tuyệt vời, ở mặt trời luôn. Mình không biết là mình có nên làm cái rìu hay không nhưng mà mình sẽ giữ lại. Ok, đây là mặt đất nào. Yeah, giữ cái này, giữ cái này. Uầy, thế này thì ta lên mặt đất nhanh vãi cả trường. Đây, xong. Ok, chúng ta đã có Trident X9 rồi, để coi. Quầy, té xuống cũng hơi phê nha. Nó có khoảng 1 giây mọi người ạ. Thẳng là 1 giây để bay chậm. Còn nếu mà hơn 1 giây là mình tự bay với vận tốc như gì luôn. Ok, búa. Rồi, mình đã đang dần quen được với cái này rồi đấy. Rồi, tiếp theo là gì nhỉ? Boom. Quầy, nó có phải là nguyên cái cây Trident bay lên trời xuống không? Ui. Và nó nổ. Quầy, mình nhìn như kiểu Aquaman đó nha. Hay phết gì nữa. Và một khi cầm cái Trident này lên, mình được cái ân huệ của cá heo và sức mạnh thủy triều. Nó có nghĩa là bay được khá là phê. Ok, và mình có thể quăng Trident ra và gây sấm sét mọi người. Ok, mình nghĩ là bây giờ chúng ta chỉ cần tìm một cái hồ lava rồi chúng ta có thể đi xuống địa ngục để mà đi tiếp tục cái trò chơi này thôi mọi người. Mình sẽ sử dụng cái cây đinh ba bự khổng lồ đó mà đâm thẳng vô con rồng. Hợp lý phết làm gì nữa. Ok, nice, chỉnh ra đi mày. Boom. Ui, nhưng mà cái cây này hạn chế chơi nha. Cái này hạn chế nhất là gặp con creeper. Mình hay có mấy món đồ mà kiểu mạnh mạnh nhưng mà mình quăng vô con creeper là nó cháy chết luôn á. Chẳng hạn như cái này. Boom. Ây da. Ui, tức là cây bao nhiêu đam vậy? Mình không biết cây này tấn công bao nhiêu nha, nhưng mà nãy mình thấy là cũng đau á. Một phát chết luôn à. Cái này thì tụi Biglin với lại mấy tụi con heo mặc đầu đen. Tụi gì với mình? Ui, đập cái này luôn. Đi ra bạn. Vàng và lời nguyền ràng buộc. Nốt, không cần. Chúng ta phải đi sâu hơn nữa. Rồi, đi xuống coi nào. Nghe tiếng lava rồi, ngon. Đâu đây thôi. Dưới kia chăng? Oh my god. Có cây đó nhưng mà cũng phải cẩn thận chứ hả? Ôi chết, mình tính làm hồ lava đây mà. Khoan, khám phá nốt đi nhỉ. Có thể làm được hồ đây là được. Mình chỉ cần đủ để làm hồ thôi. Bây giờ mình sẽ đi khám phá bởi vì mình cũng cần phải tìm đủ. Tìm đủ rồi nè. Let's go. Ok, ta hãy làm cho mình một cây rìu kim cương đi chứ nhở. Với cái đấy thì đấy, một cái quần kim cương sẽ là hợp lý nhất. Bỏ một cục vàng vào đây để cái này làm cái bật lửa. Rồi, dưới mình lấy một cục vàng để làm cái mũ nha mọi người. Ui, bạn biết Aquaman là vua mà, nên là mình cần phải có mũ. Đấy, mũ vàng cho nó xịn sò, cho nó kiểu sang chảnh. Rồi, đây có mấy một cái hang khá là biệt lập, nên là mình có thể làm một cái cổng ở đây. Đấy, rồi. Hello, địa ngục. Oh no, chỗ này mình không thích cho lắm á mọi người ơi. Oh, Bastion. Yes. Mình cần Bastion. Còn con này thì biến đi. Biến đi. May mắn là mình giật bằng điện nên là The Fortress ở đây và Bastion đằng kia. Let's go. Mình có thể đi qua bển. Mình có thể đi qua bển được. Cứ đi từ từ thôi. Ok. Mày hẻ bưởi. Mình muốn quăng vô đầu tụi nó cái đã. Ok. Chủ yếu là mình đã giết được con đó rồi. Tại vì ấy, nó gây điện thì nó không có làm gì được mình. Bây giờ, đây. Nó như thế này này. 18 giây sẽ không giết được mình đó mọi người. Nên là thế này hợp lý. Ok, xong, mở rương xem nào. Đồ ăn ngon. Hắc diện thạch các kiểu. Chúng ta có thể đổi đồ. Con này đi vô luôn rồi. Ở đây không có ai à. Buông đi. Vứt bớt rác vào nè. Bên này phải là đi hướng dưới đây em ta. Mình sẽ đi xuống dưới. Đột nhập vô chỗ của tụi này nào. Rồi đi tìm vàng. Có vài block vàng ở đây. Nhưng mà đây không phải là tất cả đúng không? Không phải chỗ này. Nó chỉ là vô tình có cục vàng nằm đây thôi mọi người. Ta phải đi qua bên kia rồi. Thấy có đường này. Mình biết cái Bastion này rồi nha. Bastion này thì chúng ta sẽ có được nguyên một đống vàng ở ngoài đây. Đổi hết cái hai block vàng nãy mình vừa mới lấy. Quay con này. Mày nghe bưởi. Wow, hai cái chết luôn à. Mạnh dữ. Rồi, lên.
Nice. Đây có Bigly nó. My god, đây có vài con. Nhưng mà đây cũng có một con mà mình không thích cho lắm. Vũ đi ra ngoài mới được. Hello. Mày. Ui. Được. Ok. Xuống đây nào. Đây chỉ có hai con thôi à. Kỳ lạ nhỉ. Rồi, mình sẽ đi tìm thêm ở đâu đây nữa. Bỏ cái mũ vàng này ra cái. Hello. Không có con nào luôn. Thôi, đống này mình sẽ đổi với tụi nó luôn. Ok. Nè, bước vô lại nè. Đổi đồ đi nha. Ok. Để coi có bao nhiêu cái gì rồi. Boom boom boom. Oh, 14 con mắt. Yay. Thêm thuốc kháng lửa. Chúng ta cần thuốc kháng lửa nha. Yep, vậy chúng ta đã được hơn 16 cục. Ok, đã hơn 16 cục rồi thì mình cần giữ lại tụi này làm gì nữa. Lấy lại vàng và đi lên đường đi thôi. Vào pháo đài Fortress này. Ok chưa? Boom, mình thấy con play ngay trên đây luôn rồi. Hello. Một cái là ngẫm. Yep. Đó là cái mình cần để tiết kiệm thời gian. Ui, liệu mình có thể làm cho cái chỗ này nó có nước không vậy? Ok. Nước dưới địa ngục. Chúng ta làm được nước dưới địa ngục này. What the hell. Ui, em biết vậy. Mặc dù nó không có spawn ra cái cây đinh ba nha, nhưng mà có vẻ cây đinh ba không có xuống này được. Nhưng mà nó ra được nước là hơi bị đỉnh đó. Mình nghĩ là cây đinh ba không lên được là tại vì phía trên này là bedrock thì phải. Bị cháy bây giờ thì có thể vô trong đây để mà đứng được mọi người. Ok, mình sẽ thử tạo ở đây. Yeah, chúng ta có nước ở đây thật này. Ok, giờ bị cháy chạy xuống nước là xong. Oh my god, mình lại đi trong nước được. Yay. Hello. Ao. Vô nước đứng, trời ơi. 8 cái rồi, tạm biệt. See ya. Thêm nước đây nữa. Đúng rồi, mình cần phải đi chứ. Bây giờ thì chúng ta có thể đi về nhà thôi. Đánh rồng nào, let's go. Yeah. Và what the heck, tại sao mình lại ở trên đây vậy? Mình nhớ mình ở dưới mà. Ở đây còn không phải gần cái làng nữa cơ. Khá là lạ. Bây giờ mình sẽ đổi hết cái đống này qua mắt để mà đi cho nó phê. Rồi, hướng này. Coi lại cái nào. Ui, boom. Đi tiếp hướng này. Mày hả bưởi. Tuổi. Để coi. Ok, mà vẫn phải đi tiếp. Nó đi thẳng xuống dưới luôn. Let's go. Mình cần làm một cái xẻng và một cái cây côn. Ok. Và nó ở dưới đây. Rồi, và đi vào thôi. Hello. Đây rồi. Dễ dàng. Ủa, cầm cái cây xong nó con này nó tự biến mất vậy? Kỳ lạ. Rồi, đặt ở đây. Tạm biệt. Để một cái giường ở đây. Và let's go. Lên trên này. Bum. Ok. Cái này có thể quăng lên cao được không? Ui, được này. Oh my god. Quăng đây xong rồi trụ nổ được. Được luôn. Yeah. Hello con rồng. Boom. Hello. Uầy, đỉnh thật sự. Ok, nổ rồi đó. Ở đây cũng cao nữa nè. Boom. Ngon. Ở đây. Ôi, đỉnh thật sự. Boom. Ở trên đây. Boom. Hello rồng. Ơi, còn trong đây nữa, còn trong lòng. Boom. Xong. Và để mình thử coi nha. Nó biết mình đang bay qua chỗ khác mọi người. Đầu mày nè. Ui, mạnh vậy. Ok. Ôi, nó mất cái chỗ kia luôn. Vì nó không thể đáp không rồng. Oh no. Nó có vẻ là chỉ tạo ra nước thôi hả? Ôi không. Rồng sẽ xuống đâu đây ta? Mình sợ nó sẽ bị hư con rồng luôn quá. Ôi, nó vẫn xuống. Tranh thủ. Spam cho nó đó. Đúng rồi. Oh my god. Boom. Ôi, không được. Nó không chết được bằng kiểu đấy. Ok, thôi đánh thôi. Mày hả bưởi. Hay da. Bình tĩnh nào. Còn Aquaman tới đây. Đi xuống dưới nước luôn. Mày. Ow. Đẩy ra xa đấy anh bạn. Ôi, chỗ này ngập nước luôn rồi mọi người. Ok. Chuẩn bị chết thôi. Một cú đấm nữa. Ủa, nó xuống thiệt kìa mọi người. Bam nó. Để một chỗ thôi. Boom. Let's go. Sức mạnh của Aquaman đã giết được nó. Rồi, để coi chỗ này nó sẽ hồi lại như thế nào vậy. Đây rồi.
và đi vào. Ok, và đó là Minecraft, nhưng mình có thể chế tạo ra cây đinh ba siêu xịn. Nếu các bạn thích video clip này, đừng quên ra cho video này một like và một đăng ký. Chúng ta đang rất gần đến với con số 1 triệu người đăng ký rồi nha mọi tất cả mọi người. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình và giúp mình đạt được con số 1 triệu người đăng ký đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều một lần nữa. Còn bây giờ thì bye bye.